Sáng nay, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Nam về trao đổi học tập kinh nghiệm công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đại diện các ban sở ngành liên quan của hai tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có thêm 6 đơn vị cấp huyện, 52 xã, 177 thôn bản miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 26 xã và 459 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 531 sản phẩm OCOP được công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 còn 3,52%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,62% một năm, cao hơn mục tiêu kế hoạch 1,5% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 11,05%. Tại buổi làm việc, hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn nhấn mạnh tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam trong hơn 64 năm qua. Những tình cảm nghĩa cử cao đẹp đó đã động viên cổ vũ Đảng bộ nhân dân hai tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời mong muốn cùng với chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, đơn vị chưa kết nghĩa với địa phương nào của Thanh Hóa, sẽ kết nghĩa với một địa phương của tỉnh Thanh Hóa để tăng thêm sự gắn bó, tình cảm son sắt thủy chung, động viên cổ vũ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã chia sẻ trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Các cơ chế chính sách, việc thực hiện chương trình cần phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và nguyện vọng của người dân. Chú trọng nâng cao giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp thông minh đáp ứng nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, ứng dụng công nghệ đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản. Nhân rộng mô hình thôn xã thông minh, quan tâm đến những cơ chế chính sách hỗ trợ trong quá trình thực hiện, cũng như cơ chế khen thưởng xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Sơ kết tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của Thanh Hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các huyện miền núi cao. Đồng thời cho biết trong thời gian gần nhất, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đoàn công tác vào Quảng Nam để trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn đã được xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao 4 giai đoạn tại xã Hoàng Châu và mô hình sản xuất nước mắm đạt OCOP 5 sao của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại du lịch Lê Gia, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa.